Chào mọi người nhá. Mọi người ơi, hôm nay mình sẽ quay chi tiết cho các bạn bộ giường nệm thú bên mình nhá. Bên tay phải của mình là mẫu Doraemon nhá, dáng chăn nhá. Còn đây là mẫu gà vàng dáng nôi nhá mọi người nhá. Chăn với nôi chỉ khác nhau là chăn thì nó có chăn liền với đệm này, còn nôi thay cái dáng nôi thay vì có chăn thì nó thay bằng mấy cái viền xung quanh này nhá mọi người. Kích thước của đệm bên mình là kích thước có sẵn là ngang 1m1, dài 1m6, nệm mút cao su dày 5cm nhá. Đệm này thì có thể một người lớn và một trẻ con nằm nhá mọi người. Nằm các bạn có thể để ở tivi xem hoặc là để ở giường phụ ấy, để cho bé ngồi chơi nằm cùng gia đình vui vẻ cũng rất chi là thích nhé. Đặc biệt là cái nệm này bên mình có thể thiết kế thoáng nhé, các bạn có thể tháo ra thật được nhé. Đến gần đây mình sẽ quay chi tiết cho các bạn xem này. Đây, từng họa tiết cái này tháo ra giặt được nhá. Các bạn giặt nó như là chăn ga của mình thôi. Giặt bẩn, giặt khi bẩn thì các bạn tháo ra giặt sạch thơm tho thì các bạn lại lắp vào và dùng nhá mọi người. Hàng này thì mình có tầm 50 mẫu cho các bạn lựa chọn cơ. Thì tùy vào nhu cầu của các bạn thì các bạn có thể chọn màu sắc cho hợp lý nhá. Hàng handmade bên mình cắt may rất chi là tỉ mỉ nhá. Họa tiết cute có hồn nhá mọi người. Mọi người nhìn này, mình chụp và quay như thế nào thì các bạn đều nhận hàng y như vậy thôi. Đấy, thôi mình giới thiệu qua sản phẩm một đoạn vậy thôi. Các bạn cần tư vấn hay mô tả kỹ hơn về sản phẩm thì cứ vui lòng inbox cho shop nhé. Mình cảm ơn các bạn, mình chào các bạn.